Mình sẽ đi gom đồ. Còn không có gì nha, các bạn đợi một chút nha. Đó. Alo. Alo. Ê, cái này mình được tặng nè. Bắp. Ê. Sao ngồi đây vậy? Sao vậy? Đi phạt hả? Đây là bốn cây chì mà mình đã đi gom từ sáng giờ đó các bạn. Ví dụ như chì này đây ha, chì này các bạn là nghĩ là quen, rất quen nè, chì KOH. Rồi. Chì Colin, các bạn nhìn kỹ ha, chì Colin rất là dễ thấy. Chì thứ ba là chì Stidler. Và chì cuối cùng là chì Mitsubishi, chì này. Đây là bốn cây chì mà mình đã lấy cùng số B. Và các bạn ơi, những cái chì này nó khác hẳn nhau, thì mình nghĩ là tuy là cùng số B nhưng mà cái độ đậm nhạt của nó mình nghĩ sẽ khác nhau một xíu. Và cái lượng, chất lượng gỗ mà làm nên cái chì này nè sẽ khác nhau một xíu, cho nên là mình sẽ thử coi, test thử coi là những cây chì này nè nó khác nhau như thế nào nhé. Nhưng mà mục đích mình làm cái video này không phải là mình so sánh những cái chì như thế này, như thế này, như thế này và mình lựa ra chì tốt nhất hay là mình chê bai những cái chì không được tốt, mà mục đích mình làm cái video này là để cho những bạn nào mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về bốn loại này và các bạn sẽ dựa vào đó các bạn lựa ra cây chì nào phù hợp với mình nhất ha các bạn ha. Sáng nay đi lựa chì thì mình được tặng cái cuốn sổ này các bạn ơi, cho nên mình sẽ dùng cái cuốn sổ này mình test luôn trên cuốn sổ này luôn ha. Thì mình thử nha. Mình sẽ test những cái bút chì này bằng hai phương cách, là mình sẽ đan nét và mình sẽ tô bóng cho
thử coi là một cái bút chì này nếu mà mình cùng đan nét với nhau hay là mình cùng tô bóng thì những độ đậm nó sẽ khác như thế nào, các bạn cùng coi nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ bằng bút chì cao H trước nha các bạn. Mình sẽ đan nét trước. Mình sẽ đan 4 lớp, như là lần nét ban đầu mình sẽ đan 4 lớp. Đối với cây chì này mình sẽ thử coi là cái khi mà mình đan 4 lớp như vậy thì cái nét chì nó còn hay không nhé. Rồi, đây là 4 lớp của chì cao H ha. Mình sẽ tô bóng. Cái mục đích mà mình tô bóng á, là mình để kiểm tra xem là cái độ đậm này nè, nó đạt đến mức nào. Thì mình sẽ cũng đi 4 lớp luôn. Đây là lớp thứ 2 nè. Đây là lớp thứ 3. Và lớp thứ 4 của bút chì này luôn. Mình sẽ không dùng lực, mình dùng 4 lớp nhưng mình dùng lực giống nhau. Rồi mình sẽ thử với cái chì Colin ha các bạn. Mình sẽ thử tiếp với bút chì Colin ha, cũng bằng cách đó luôn. Đầu tiên là mình cũng sẽ đan nét lớp thứ 2, lớp thứ 3 và lớp thứ 4. Rồi. Và mình sẽ đánh bóng, chà bóng lớp đầu tiên, lớp thứ 2. Mình cũng sẽ không dùng lực, mình dùng lực cả 4 lớp á, mình đều dùng lực giống nhau hết. 3 và lớp thứ 4. Rồi, ok. Cái bút thứ 3 mình sẽ thử là bút chì Stifler của Đức. Và mình cũng sẽ làm như thế. Lớp đầu tiên, lớp thứ 2, lớp thứ 3. Lớp thứ 4. Tiếp tục chà bóng. Lớp đầu tiên, lớp thứ 2 và lớp thứ 3 và lớp thứ 4. Và cái bút chì cuối cùng mình thử là mình sẽ dùng bút Mitsubishi ha. Lớp đầu tiên, lớp thứ 2, đậm quá. Lớp thứ 3 và lớp thứ 4. Mình sẽ đánh bóng bằng cái này luôn. Lớp thứ 2, lớp thứ 3 và lớp thứ 4. Đây là kết quả mà mình vừa test hồi nãy. Các bạn thấy đó, chỗ này là mình ghi cô H nè. Thì và sau khi mình test xong thì các bạn nhìn vào, các bạn cũng có thể cảm nhận được cái độ đậm và cái độ khác nhau khi mình đánh bóng như thế này. Đầu tiên là mình xếp KH đầu tiên. Các bạn thấy ha, khi mà mình đang nét á thì cái nét chì mình thấy, mình cảm thấy là mình đang nét mà mình đang 4 lớp thì nó không bị mắc đi cái lớp phía dưới, tức là nó vẫn tạo được cái độ đang nét cần thiết. Và khi mình đang đánh bóng á, mình tô bóng á, thì mình cảm giác là cái độ đậm của cây chì này là nó đạt ở độ đậm vừa phải. Còn đối với cái bút chì Colin á thì các bạn thấy đây, khi mà mình đang nét á, nó có một sự khác biệt. Đối với chì cao H ở trên này, là trên này bạn thấy nó có những cái đường caro, những ô caro như thế này được tạo ra. Còn đối với chì Colin thì nó bị có những chỗ nó rõ, những chỗ nó bị mất đi. Có nghĩa là cái loại chì này, cái ruột chì nó hơi to, và khi mình đang nét lên á thì nó bị một vấn đề là nó bị bở ra, cái ruột chì nó bị bở ra nên nét nó bị mờ. Rồi đối với độ đậm của Colin á, thì mình nhận xét thì nó có độ đậm vượt trội hơn so với cao H. Đối với bút chì Stifler thì các bạn thấy đó, khi mình đang nét đó, cùng là 4 lớp, nó cũng tạo ra được một cái lớp, những cái lớp mà mình nhìn thấy được, và nó tạo những cái hệ thống caro giống như trên này, và đặc biệt là nó đậm hơn trên này và nó thấy được caro so với cái này. Còn đối với độ đậm thì bút chì Stifler nó cũng đạt được một độ đậm là tương đương với anh Colin này, mặc dù cùng 2B.
và bút chì Mitsubishi á, thì các bạn đây, khi mình đang nét thì nó vẫn tạo được độ độ trong, tức là mình vẫn thấy được cái lớp caro trong này. Và khi mình đang tô bóng á, tức là mình dùng lực mình đánh chà lên á, thì cái độ đậm này nè, các bạn đã thấy đây, nó vượt trội hơn so với ba chai chì còn lại, nghĩa là nó đậm nhất. Các bạn, giờ mình sẽ bật mí cho các bạn giá thành của các loại cây bút chì này ha. Đối với cây bút chì cao H đây thì giá thành của nó trung bình từ 9-10 ngàn. Và các bạn vừa mới coi mình thử cái độ đậm của nó thì các bạn thấy độ đậm nó vừa phải. Mình nghĩ thì cái bút chì này giá thành rất là rẻ và độ đậm vừa phải như vậy, thì mình nghĩ nó phù hợp với một số bạn mà mới học vẽ. Các bạn chỉ đang nét, tập trung vào độ đang nét, thì khi các bạn thử vẽ thì rất là phù hợp với cây bút chì này. Còn bút chì thứ hai là bút chì Colin, thì cái loại này là theo mình thấy là nó có giá thành chỉ từ 3.000-5.000 thôi, rất là rẻ. Và qua cái mình test thử thì bút chì này nó có một cái ưu điểm là nó có một độ rất đậm, và một nhược điểm nhỏ là khi mình đang nét á, thì nó bị bở chì ra, nó không tạo được độ đang nét. Cho nên là các bạn nào mà muốn đang nét thì khi mà bạn xài bút chì này thì nó hơi khó xử lý một xíu. Và mình nghĩ là bút chì này phù hợp với một số bạn mà có nhu cầu dùng để các bạn ký họa là được nhất. Còn bút chì Stiller của Đức này nè. Bút chì này theo mình nghĩ nha, là cái chút chì á dễ ruột thì ok, và độ đậm rất đậm. Đối với 2B thì mình nghĩ là nó đậm hơn cả hai cây còn lại luôn. Và nó có một cái ưu điểm là khi mình đang nét á, thì nó vẫn tạo được độ trong của chì. Và cái giá thành của anh này thì dao động từ 15-18.000 đồng một cây như thế này. Và mình nghĩ là các bạn nào mà học vẽ mà bạn đã lên tới đầu tượng, hoặc là các bạn học cao hơn một xíu, thì các bạn nên xài cây bút chì này, nó hỗ trợ cho các bạn rất là tốt. Còn đối với cây bút chì Mitsubishi này nè, thì giá trên thị trường chỉ tầm từ 15.000-18.000 thôi các bạn. Rất là dễ mua. Và khi mình chút thử bút chì này thì mình thấy là cái ruột chì rất là dễ chút. Và mình có đang nét và đánh bóng á, thì mình thấy là cái độ đậm của nó vượt trội hơn so với ba cây còn lại. Và cái mình đang nét á, thì nó không mắc cái độ trong suốt của cái lớp chì. Hồi nãy mình vừa review cho các bạn xem cái độ đậm nhạt, độ cứng và độ mềm của ruột chì, vỏ chì thì và giá thành. Thì bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn về cái những loại chì nào nó phù hợp với lối vẽ nào. Đối với các bạn mà có lối vẽ thiên về nét á, hoặc là các bạn mà mới học vẽ, thì mình nghĩ là các bạn nên xài những bút chì mà nó có độ đậm vừa phải. Ví dụ như bút chì cao H này chẳng hạn. Thì những bút chì như vậy thì cái ruột chì nó có một cái độ cứng nhất định, và khi các bạn vẽ lên á, thì cái nét vẽ của mình nó được thanh hơn, và khi mình vẽ nhiều nó sẽ không bị quá hao mòn. Và đối với một số bạn mà có lối vẽ thiên về độ đậm nhiều á, các bạn thích vẽ đậm, hoặc là các bạn vẽ những cái bài mà nó dùng những cái môn tĩnh vật, hay là các bạn vẽ chân dung chẳng hạn, thì các bạn nên xài những bút chì có độ đậm nhiều, như là bút chì Mitsubishi đây chẳng hạn, hay là bút chì Colin, hay là bút chì Stiller. Nhưng mà mình nghĩ là bút chì Mitsubishi hay là Stiller là phù hợp nhất. Đối với bạn mà có một cái kinh tế eo hẹp, các bạn còn ít tiền, chưa đủ tiền để mua những bút chì có giá thành mắc, thì các bạn mua chì như là cao H thôi, hay là Colin thôi. Còn những cái bạn mà đã học lâu rồi và các bạn muốn đầu tư cho cái môn của mình thì các bạn nên mua những cây chì nó có chất lượng tốt hơn. Thì mình nghĩ là chất lượng tốt hơn không phải là so với những cái này với nhau, mà là tốt hơn ở đây là nó phù hợp hơn với các bạn đang học ở một giai đoạn cao hơn, như là bút chì Mitsubishi hay là Stiller chẳng hạn, thì hai cái này phù hợp nhất. Các bạn ơi, muốn loại bút chì mà mình vừa test hồi nãy á, thì đó là dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Còn nếu mà các bạn thấy còn một số loại bút chì khác mà
các bạn nghĩ là nó cũng phổ biến không kém á, thì các bạn có thể comment ở phần phía dưới để mình trao đổi thêm ha. Và chốt lại á, thì theo mình nha, thì cái việc lựa chọn sử dụng bút chì nào đó là tùy vào các bạn. Loại nào các bạn thấy phù hợp với mình á, thì các bạn sử dụng là bút chì đó. Và đặc biệt là nếu như các bạn thích cái video của mình, các bạn vui lòng like hoặc là share và có thể subscribe giúp mình để mình có một cái động lực để mình làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, chào và hẹn gặp lại ha.